Đồng Hiền xin chào tất cả các bạn. Nước suối rất là đục, nhưng nước kia thì lại rất là trong này các bạn này. Nước trong toát luôn. Mình sẽ thử tìm xem có cái viên đá nào nó đẹp không. Đây mình thấy có một viên đá trong này. Đây, thác nước này. Đây các bạn. Đây, nó đi từ dưới này lên. Ây à. Nước trong và mát lắm các bạn. Mùa mưa là nước trong thế thôi. Đây, những viên đá mà nhặt được rồi. Không biết là đá gì nhé các bạn nhé. Các bạn nào biết là đá gì các bạn này, comment dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Đây, đây mình thấy một viên to đùng. Nhưng mà đây là đá gì đấy, cũng không biết luôn. Cận cảnh các bạn xem. Và tạc ngang ui bè kiều biết cả tai chiều chiều rồi chầm này đang chưa nhiều tạc. Mình thấy có hòn đá cũng thấy đẹp đấy, mình lấy ra cho các bạn xem. Đây, đây rồi. Đá này cũng to đấy, nó bóng mà trong đẹp. Cái này có cái đèn, đèn soi đá quý soi vào cái trong vắt luôn. Thank you.
viên đá ở trong cái đá này không lấy được, cái đá để kia một nửa nó viên và nó gắn vào cái tảng đá to bên trong. Video mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ kênh Đồng Hiền Tim. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.